Cái này là thịt băm rán, mọi người có thể viên thành viên tròn, thành là chả viên rán. Bình thường là kiểu là mình dùng cái thịt lợn băm này, xong là bắt đầu là mình gói thịt lá lốt để rán, tuy nhiên là hết lá lốt viên ra phải đẹp hơn. Mình ngại viên nên mình để cả cái này, ăn cũng thơm và ngon lắm. Nó thành một kiểu làm riêng cũng cũng ngon lắm, nó thơm nó ngon. Thịt viên rán mình vừa ăn vừa rán cho nó nóng mới cả tiết kiệm thời gian. Thì cái này là thịt lợn xay nhỏ ra để làm chả lá lốt, thì làm chả lá lốt xương sông xong rồi thì còn thiếu lá lốt với cả xương sông, cho nên là mình rán lên. Đáng nhẽ là bỏ viên lên để rán cho nó nhanh, nhưng mà tại vì ở cái lõi ở giữa của nó là nó đông đá, nó không kịp dắp ra, xong bắt đầu mình lại không có đủ thời gian, thế mình để cả nên mình rán theo kiểu thành bánh. Nhưng mà hóa ra với cả viên to, hóa ra ăn như thế này nó lại ngon, thơm và ngon, nó đổi vị đi. Chính ra lại tình cờ lại phát hiện ra kiểu làm này ăn nên lại có một cái vị ngon riêng nhé. Lần sau mình sẽ chủ động làm kiểu này để rán, để ăn cho nó ngon. Nó có nhiều cái mình làm kích cỡ to nhỏ khác nhau, dày mỏng khác nhau ấy.